tiếp tục phi hành 7 ngày sau, dựa theo đường tam tính giá, dù chỉ là hướng cái này một cái phương hướng, hắn cũng chỉ là bay mấy chục ngàn km, 200 ngàn km đều không phải là không thể nào đấy. Dù sao trên biển cả, hắn năng lực khôi phục cực nhanh, căn bản vốn không cần muốn cân nhắc mệt mỏi vấn đề. Nửa đường, hắn chỉ là đi ngang qua bên trên đảo nhỏ chơi đùa dừng lại. Hắn đối với vô tận làm Hải thả xa chúc phúc càng nhiều, hắn lấy đường tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Cái này sự trợ giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, nhất là có lợi cho hắn thần thức khôi phục, chúc phúc khuếch tán phạm vi càng rộng. Hắn lấy đường phản hồi cũng càng nhiều. Hiện tại thì hắn mỗi ngày lấy được tín ngưỡng chi lực ít nhất là lúc trước gấp 3. Theo tốc độ này tiếp tục nữa, không dùng đến hai năm tại trong thần thức phương diện, Lan có thể sở đến cấp bậc hoàng xả cánh cửa. Cái này còn không bao gồm theo chúc phúc khuếch tán được càng rộng mang đến tín ngưỡng tăng thêm tình huống thần chỉ chỉ vị trí màng chắn chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng <laughs> đối với đường ta mà nói cái này khiến cho hắn càng phát ra đã có cảm giác cấp bách bởi vì hắn tại cái vị diện này dừng lại thời gian càng ngắn mang ý nghĩa rằng hắn vì nhân loại làm sự tình thời gian cũng sẽ trở lên trên ngắn hơn đột nhiên ánh mắt của đường tam xuất hiện dị sáng thần trí của hắn phi thường cường đại có thể cảm nhận được phạm vi cũng rất rộng lớn nhất là ở trên vô tận làm hái thần trí của hắn tăng thêm là to lớn phần này thần thức tăng thêm để cho hắn có thể trong nháy mắt đó cảm ứng được một chút biến hóa rất lớn lúc này hắn cảm nhận được nhiệt độ biến hóa nhiệt độ chung quanh giống như đột nhiên biến cao, nhiệt độ lên cao để cho trong nội tâm của đường tam có lại cảm giác kỳ dị. Phía trước nhiệt độ đột nhiên lên cao, điều này hiển nhiên không phải bình thường tình huống, vô tận làm hải cỡ nào rộng lớn, tự thân có thể đối với nhiệt độ tiến hành điều tiết, mà lúc này nhiệt độ lên cao tốc độ thật nhanh, hiển nhiên không phải bình thường khí hậu biến hóa đưa đến. Lần xuất hành này, đường Tam cũng không có để ở cho hải tộc dẫn đường, Vậy cho nên hắn không có bài trừ chính mình đúng phải hải tộc ở ô trọc Hoàng Hải, U Linh Thanh Hải khả năng, đây cũng là hắn muốn đi thăm dò thế giới ô trọc hoàng hải hình thành hoàn toàn là vận rủ đưa đến theo hải tộc nói diện tích của ô trọc hoàng hải không tính quá lớn lại đang kéo dài tăng ra đối với cái này mà một chút đường tam cũng không làm sao lo lắng theo hải ôn giải quyết hai tộc càng tốt phát triển biên cả tự nhiên sẽ đối với ô trọc hoàng hải tiến hành trình độ nhất định tịnh hóa đương nhiên nếu như đụng tới đường tam cũng đều vì nó mà tăng tốc tịnh hóa một chút thật chẳng lẽ đụng phải ô trọc hoàng hải đường tam tiếp tục đập xuống cánh bề về phía trước nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao cái này không bình thường phía dưới mặt biển tại trong bình tĩnh hiện ra nhàn nhạt, nhạt, màu đỏ hiện ra nhiệt độ nước khác biệt cái đèn màu đỏ là từ đuôi đến đầu đấy đáy biển giống như chảy xuôi cái gì từ không trung ở bên trong nhìn xa càng thêm kỳ dị cảnh tượng hiện ra trước mặt đường tam tại tầm mắt của hắn bên trong phương xa biển cả càng ngày càng đỏ cuối cùng làm mảng lớn kim hồng sắc trên mặt biển tia sáng cũng bóp méo đây là cái gì trong không khí hỏa nguyên tố trở lên trên càng lúc càng nồng nặc đường tam khẳng định đây không phải ô chọc hoàng hải càng không phải là u linh hoàng hải thế nhưng đây là địa phương nào đấy nồng đậm như thế hỏa nguyên tố ngay cả đường tam thất thải thiên hỏa dịch trong cơ thể đều có xao động cảm giác Đường Tam tiếp tục hướng về phía trước phi hành, phát hiện ra hỏa nguyên tố cho nên trên càng ngày càng sinh động. Dần dần chân của hắn dưới nước biển hoàn toàn biến thành màu đỏ đẫm. Còn có khi mà khí cuộn cuộn, mặc dù không có nhàm thường chân chính, nhưng có thể tại trong biển rộng hình thành cảnh tượng như vậy. Có thể thấy được ở phía trước cái phiến kia kim hồng sắc biển nhiệt độ là nước là bực nào cao, khó trách sẽ để cho không khí vặn vẹo. Đi tới nơi này, đường Tam giống như là đi tới một cái thế giới khác, cái kia nồng đậm vô cùng hỏa nguyên tố kích thích đường tam bất tử hòa phong trong cơ thể huyết mạch khiến cho trở nên trên cực kỳ sinh động điên cuồng cùng hấp thu hỏa nguyên tố một bên lớn mạnh thử thần một bên phản hồi đường tam đây chính là huyết mạch lạc ấn nhiều chỗ tốt tại trong khác biệt trong hoàn cảnh thích hợp huyết mạch cũng khác biệt đường tam thả chậm tốc độ phi hành cùng lúc thần thức toàn bộ triển khai yên lặng quan sát đến mảnh hồng sắc hải xương này biến hóa rất nhanh thì hắn chỉ có phát hiện ra kinh người phía dưới biển nhiệt độ của nước tuyệt đối không chỉ là 100 độ tại nhiệt độ cao như vậy phía dưới cái này màu đỏ thẫm trong nước biển là có sinh vật có cá có tôm còn có cái khác sinh vật biến bọn chúng phần lớn là màu đỏ hệ đấy bản thân cũng đều là tản massage nồng đậm hòa nguyên tố khí tức biến hóa như thế để cho đường tam cảm giác phi thường kỳ sĩ lại có sinh vật năng lực đủ loại tại trong cái này ác liệt bên trong hoàn cảnh sinh tồn tại chỗ sâu dưới đáy biển hắn thậm chí có cảm nhận đường thực vật tồn tại đồng dạng là màu đỏ hẽ đồng thời sinh tồn phải vô cùng tốt nó một cách khác tại như thế nóng bỏng trong nước biển sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ 10 phần dồi dào cái này liền là phi thường thú vị hiện tượng đường tam rơi xuống trên mặt biển không có tiến vào trong nước biển hắn tự tay hướng về mặt biển phương hướng một chảo lập tức thì một đờ màu lửa đỏ cá con liền từ trong nước biển nhảy ra rơi vào trong lòng bàn tay của hắn con cá con này có sắc bén xăng bị đường tam bắt sau khi đưa ra giống như cũng không mua hắn cái hải thần này sổ sách trực tiếp một cái hướng về bàn tay của đường tam cắn tới đường tam không có cưỡng ép áp chế nó chỉ là bàn tay nhẹ nhàng mà lắc lư mang đến nhu hòa năng lực để cho con cá thân hình bất ổn cùng lúc thần trí của hắn cũng hướng về con cá trong này quét tới đi qua thần thức quét tới đường tam không khỏi mặt lộ ra dị sáng bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện tại con cá con này trong cơ thể lại có một cái trường hạt gạo năng lực hạch tâm không thể nghi ngờ cái này năng lực trong trung tâm có năng lực là phi thường có hạn đấy thế nhưng mà chính là chỗ này năng lực hạch tâm giúp con cá yên lặng hấp thu hỏa nguyên tố theo năng lượng hạch tâm nở rộ những hỏa nguyên tố này làm năng lượng làm dịu thân thể của nó nó một cách khác con cá con này là bằng vào hỏa nguyên tố sinh tồn mà hắn đang hấp thu hỏa nguyên tố về sau từ trên thân tản phát ra hơi yếu sinh mệnh khí tượng phản hồi lấy vùng biển này đường tam hài mắt nhắm lại nếu như toàn bộ phiến hải xương sinh vật cũng là loại tình huống này như vậy đây chính là một loại kỳ diệu cân bằng. cá con năng lực trong cơ thể hạch tâm lại là cái gì đấy? nguyên tố chi tâm sao? phải biết ở trên yêu tinh đại lục chính thức có được nguyên tố chi tâm không có bao nhiêu? mỹ công tử nắm giữ không gian nguyên tố chi tâm hay là không gian nguyên tố sứ? nhưng nàng trải qua bao nhiêu năm tu luyện, bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới đạt tới cấp độ này. con cá con này nguyên tố chi tâm tự nhiên muốn so với mỹ công tử nhỏ yếu quá nhiều, quá nhiều. thế nhưng mà nó nguyên tố chi tâm giống như là trời sinh. lấy con cá con này ước chừng là tương đương không có trí tuệ đến xem Như vậy nguyên tố tri tâm không thể nghi ngờ Sẽ để cho nó lại thêm dễ dàng sinh tồn Cũng càng thêm cường đại Mối chút ở đấy là nó còn có thể phản hồi lại biển cả Cái này phi thường có ý tứ Đường Tam đột nhiên đã có cảm ngộ Đây là hắn lần này sau khi đi xa Lần thứ nhất có cảm ngộ trong lòng đại hí Hắn nhận định phải hào hảo mà tìm kiếm một chút trước mắt vùng biển này Đường Tam phát hiện cái này phiến trong biển khu sinh vật này Còn có một cái đặc điểm Đó chính là không tiếp tục lời chúc phúc của Yeah. Đúng vậy, hắn hải thần chúc phúc tại trong phiến khu vực này xấu nhiều mất hiệu lực, không có tiếp nhận chúc phúc, tự nhiên là không có thiên ngưỡng chi lực phản hồi. Đây cũng là vì cái gì nhỏ yếu như vậy con cá cũng dám công kích hắn cái hải thần này. Đúng lúc này, hắn lại cảm ứng được cái gì đó, ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, sau đó đem trong tay con cá con một lần nữa bỏ về trong nước biển. Phương xa một chiếc màu đỏ sẫm đang nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn kích xạ mà đến. Bên trong hai con người của đường tam tử quang chấp động, vẫn chuyển từ cực ma đồng định thần nhìn lại. Lúc này cái kia thuyền nhỏ cách hắn còn có mấy chục dặm, hắn đối với thị lực của chính mình còn là vô cùng tin tưởng đấy. Đường Tam tin tưởng đối phương không có khả năng tại loại này khoảng cách phía dưới nhìn thấy chính mình. Thế nhưng cái kia thuyền nhỏ đúng là hướng về phía bên mình mà đến, với lại tốc độ cực nhanh, phía sau giống như có hỏa diễm tại phun ra, thôi động thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên. Cái thuyền nhỏ này toàn thân màu đỏ sẫm, không biết là tài liệu gì chế tạo thành đấy. Trên thuyền nhỏ hết thảy có 8 cái sinh vật càng làm cho đường tàng kinh ngạc chính là cái này trên thuyền nhỏ sinh vật cùng với nhân loại phi thường giống cơ hồ cũng là diện mạo của nhân loại trên người cũng mặc quần áo mà không phải hải tộc thường có lân phiến quần áo màu đỏ sợi tóc màu đỏ còn có sầu cận bất nhất trong mắt màu đỏ da thịt lại phi thường trắng nõn trên mặt có ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt đường vân Nhân loại? Không, không phải nhân loại Đây cũng là một cái đặc thù trúng quần Một cái hắn không biết trúng quần Trên mặt của đường tam biểu lộ có vẻ hơi kỳ sĩ Tại đây xa xôi trên biển lớn Vẫn còn có sạng này một cái trúng quần Không thể nghi ngờ Đây phương là dựa vào hỏa nguyên tố mà thành Với lai có thể điều khiển dùng công cụ Thoát nhìn vẫn là rất có tổ chức, có chút ý tứ Đường tam cũng không tiếp tục tiến lên Mà là đợi ở chỗ yên lặng chờ đợi Cùng với lung cũng dùng thần thức tiến một bước đi cảm giác tình huống chung quanh trong nước biển hỏa nguyên tố cũng là từ nước biển nhan sắc càng đậm địa phương chảy xuôi mà đến hướng về phía bên mình lan tràn khi hỏa nguyên tố quá phân tán không thể sửa nguyên nhất định nồng độ thời điểm đó biển lớn màu xanh lam một cách tự nhiên xuất hiện tại cả hai ở giữa giống như có một đầu cân bằng Cân bằng dây trong ngoài là hai thế giới, thời gian không dài, cái kia thuyền nhỏ càng ngày càng gần, trên thuyền những sinh vật kia nhìn thấy đường tam rồi, đột nhiên trên thuyền kia sáng lên một đạo hồng quang, một thân ảnh đằng không mà lên, phía sau ánh lửa nở rỗ, thôi động thân thể của hắn cực nhanh hướng về đường tam bên này bay vụt mà đến, giống như là đụng tới một phiên xào băng phía sau đường tam hai cánh mở ra lơ lửng giữa không trùng cũng không có phóng thích xạ tự thân khí thức của hải thần chỉ là đón đối phương bay lên đối phương tại cách hắn khoảng trăm mét thời điểm bắt đầu giảm tốc độ cũng không có trực tiếp hướng về hắn phát động công kích nguyên bản phun về phía thân thể hậu phương hỏa diễm chuyển thành hướng về phía dưới phun xa từ đó để cho tốc độ của mình chậm lại giữ nguyên thân thể cân bằng đối phương nhìn về phía đường tam bờ môi mấp máy phát xa liên tiếp kỳ quái âm tiết đường tam nghe không hiểu đối phương nhưng hắn là cấp 11 cường giá dù là nghe không hiểu đối phương cũng có thể thông qua thần thức quét lướt đến lý giải đối phương ý tứ đối phương hỏi hắn là ai từ nơi nào mà đến đến Nham tường xích hải có chuyện gì nguyên lai like, mảnh màu đỏ hải vực gọi là Nham tường xích hải trong lòng của đường tam khé nhúc nhích không có mở miệng mà là dùng thần thức quyệt truyền lại ý niệm bởi vì chỉ có thể nói đối với mới có thể nghe hiểu hẳn ý tứ ta đến từ yêu tình đại lục ta là nhân loại tuần hành biển cá trong lúc vô tình đi tới nơi này phát hiện cái này chỗ thần kỳ nguyên tới ở đây gọi là nhàm tường xích hải mà các người lại là nhàm tường chúa nhân của xích hải song phương cách rất gần hắn có thể thấy rõ ràng đối phương bố sáng đối phương phi thường giống nhân loại nếu như không phải tóc đỏ mắt đỏ còn có tự thần tản phát xạ mãnh liệt hỏa nguyên tố ba đống đơn giản cùng với nhân loại không có gì khác biệt mà trên người đối phương hỏa nguyên tố phi thường thuần túy trong cơ thể giống như là có một cái hỏa diễm hạch tâm không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra hỏa nguyên tố cùng lúc cũng từ bên trong không khí không ngừng hấp thu ra hỏa nguyên tố bổ sung tự thân từ khí tương cùng với năng lượng bà động đến phán đoán đối phương ước chừng là có tương đương với yêu tình đại lục bát sai thực lực cũng không tính yếu cảm nhận được đến từ đường tam thần thức truyền âm đối phương hiển nhiên giật mình sau đó mới nói chúng ta là hỏa lê tộc chính là nhàm tường chủ nhân của xích hải các hạ đường xa mà đến chính là khách nhân như vậy mời theo chúng ta tiến vào nhàm tường xích hải do chúng ta tới chiêu đãi đường tam đường sẽ không e ngại nghe vậy hắn vuốt cằm mềm cười nói lẽ ra nên như vậy kính xin thầy dẫn đường nói xong thì hắn làm ra một cái mời thủ thế lúc này cái kia chiếc màu đỏ sẫm thuyền nhỏ cũng đi tới phụ cận tên hỏa lê tộc này người mang theo đường tam chủ động hướng về thuyền nhỏ phương hướng rời đi đường tam đi theo hắn cùng một chỗ sôi trên biển lập tức thì đưa tới trên thuyền còn lại là hỏa lê tộc ngờ chú ý nhưng hỏa lê tộc này nhìn xem ánh mắt của đường tam không có đích ý càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ dù sao từ mặt ngoài nhìn ngoại ngoại tóc đen bên ngoài hắc nhãn, đường tam cường bọn hắn không có gì khác biệt là tương tự chúng quần. Đường tam mỉm cười hướng về bọn hắn chào hỏi, thiên nhỏ quay lại phương hướng hướng về nhằm tường chỗ sâu của xích hải tới. Còn chưa thỉnh giáo, xưng hồn như thế nào với huynh đái? Đường tam hướng về lúc trước cái kia bát sang hỏa lê tộc người hỏi. Thiên hỏa lê tộc này mở miệng đáp nói, ta gọi là lửa chiếu, là chi cái này hải ngoại tuần sát tiểu lửa trưởng. Người đây, đường tam hỏi, ta gọi là đường tam, như vậy các người nhằm tường xích hải thật sự là kỳ sĩ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy biển, hỏa nguyên tố nồng đậm như thế lại có thể ở bên trong vô tận làm hải tiếp tục dưỡng nguyên như thế tràn đầy hỏa nguyên tố, thật là phi thường kỳ lạ. Lừa chiếu không có gì tâm tư nói thẳng Nhàm tương chúng ta xích hải dựa vào đáy biển nhàm tường thánh sơn mà tồn tại Nơi này tất cả sinh vật cũng nhận hỏa diễm chi thần bảo hộ Có được lấy hỏa nguyên tố mà sống năng lực Hỏa diễm chi thần thông qua nhàm tường thánh sơn bàn cho chúng ta càng nhiều hỏa nguyên tố Để cho chúng ta có thể sinh tốn Chúng ta cũng không ngừng vì nhàm tường thánh sơn đưa lên trước phúc Để nó giữ nguyên bình ổn chuyển vận hỏa nguyên tố trạng thái Lúc này mới sáng tạo ra mảnh này nguyên tố chi hải Nghe được nguyên tố chi hài mấy chữ này, Đường Tam không khỏi có xúc động đúng vậy ổn định nguyên tố chi hái mới sáng tạo sao hỏa lê tông cùng với trong nước biển những cái kia kỳ dị sinh vật nhưng hỏa nguyên này làm nhất là địa phương kỳ lạ ngay tại ở chỗ cũng không có bá đạo tính công kích không mãnh thậm chí còn có bao dung tính có thể một cách tự nhiên để trong này sinh vật hấp thu không thể không nói đó là kỳ tích rất có thể cùng với hỏa lê tộc có quan hệ bình thường mà nói đáy biển núi nửa phun trào hẳn là sẽ sinh sinh đồ thán có thể là hỏa lê tông dùng phương pháp gì đó để cho hỏa nguyên tố trở nên nhu hòa dễ hấp thu đây chính là cái này bọn hắn nhất tộc thiên phú bằng không mà nói tại mảnh nham tương này bên trong xích hải sinh tồn có lẽ không chỉ có cái này bọn hắn một cái chúng quân mà không phải là nham tương khổng lồ xích hải sinh vật đây thật sự là phi thường kỳ lạ là các ngươi đem mảnh nham tương này trong xích hải hỏa nguyên tố trở lên trên nhiều thế ôn hòa sao nóng bỏng nhưng không có tính công kích mới khiến cho càng nhiều lửa nguyên tố sinh vật có thể ở chỗ này phụng diễn sinh sống Lừa chiếu nghe Đường Tam lời nói sững sờ xử một chút mới lên tiếng, cái này là không thể nói. Chờ nhìn thấy trưởng lão về sau người có thể hỏi trưởng lão, hắn hiển nhiên là không am hiểu nói dối. Từ trong ánh mắt của hắn, Đường Tam đã đạt được khẳng định đáp án. Cái này thật sự đúng là một cái đơn thuần trúng quần, với lại không có rất mạnh tính công kích. Đây là Đường Tam đã trông nhìn thấy hỏa lê tộc về sau bước đầu phán đoán.